Liên quan đến thông tin ông Lê Quang Nguyên, nguyên giám đốc đài truyền hình Vĩnh Long bị bắt lan truyền trên không gian mạng. Chiều ngày 15 tháng 5, Đại tá Nguyễn Trọng Dũng, giám đốc công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã nắm được thông tin và đã báo cáo lãnh đạo. Theo Đại tá Dũng, những trang mạng lan truyền thông tin nêu trên ở nước ngoài. Hiện ông Nguyên vẫn đang ở nhà, Đại tá Dũng xác nhận. Cùng ngày trao đổi với phóng viên, ông Lê Quang Nguyên khẳng định hiện ông vẫn đang ở nhà. Ông Nguyên cho biết thông tin đó xuất phát từ một kênh YouTube CT7 ở Mỹ. Trước đó, một kênh YouTube xuất hiện đoạn video dài 3 phút 20 giây có tiêu đề bắt giam giám đốc đài truyền hình Vĩnh Long Lê Quang Nguyên. Thông tin ngay sau đó gây sự chú ý của dư luận. Một trang fanpage cũng đăng tải vụ việc này, tuy nhiên sau đó đã gỡ bỏ. Theo cơ quan công an, những nội dung trong đoạn video thiếu căn cứ và sai sự thật. Giám đốc công an tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương xác minh, làm rõ chủ kênh YouTube và người đăng tải nội dung đoạn video trên, xử lý theo quy định pháp luật. Chiều ngày 15 tháng 5, Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền xảy ra tại công ty địa ốc Alibaba. Hội đồng xét xử thông báo đã nhận được phiếu thu do luật sư bào chữa cho bị cáo Võ Thị Thanh Mai, giám đốc tài chính công ty Alibaba, vợ bị cáo Nguyễn Thái Luyện nộp. Phiếu thu của Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh thể hiện ông Lê Viết An nộp 6 tỷ đồng thay cho bị cáo Mai, khắc phục hậu quả của tội rửa tiền và 400 triệu đồng khắc phục hậu quả tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hội đồng xét xử đề nghị đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận các tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo để xem xét cân nhắc khi tranh luận. Luật sư của bị cáo Luyện đề nghị hội đồng xét xử xem xét cho thân chủ của mình được hưởng tình tiết giảm nhẹ. Bị cáo Luyện cũng đề nghị hội đồng xét xử không chấp nhận yêu cầu nhận thêm tiền của 31 bị hại, công nhận số tiền bồi thường như đã nêu trong bản án sơ thẩm, vì số tiền yêu cầu bồi thường thêm đối với 31 khách hàng này tăng thêm 300 tỷ đồng. Bị cáo Luyện cho rằng số tiền này là quá nhiều và chưa được kiểm chứng. Luật sư của bị cáo Mai đề nghị hội đồng xét xử xem xét áp dụng tình tiết giảm nhẹ cho thân chủ của mình. Chiều ngày 15 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế cho biết đã bắt khẩn cấp đối tượng Võ Trọng Tối, 65 tuổi, trú tại phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy về hành vi cố ý gây thương tích. Theo điều tra, Võ Trọng Tối có quan hệ họ hàng với nạn nhân là ông Dê, trú tại phường Thủy Châu, hiện đang là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thủy Châu. Do có mâu thuẫn cá nhân nên vào khoảng 6 giờ 30 phút ngày 15 tháng 5, Võ Trọng Tối đem theo dao mang từ nhà đi xe máy đến nhà ông Dê đợi sẵn trước cổng nhà. Khi thấy nạn nhân đi tập thể dục về, đối tượng đến gần giả vờ hỏi chuyện, rồi dùng dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào bụng nạn nhân. Đối tượng Võ Trọng Tối đã có tiền án về tội giết người vào năm 1993. Ngày 15 tháng 5, nguồn tin riêng của phóng viên Báo Sài Gòn Giải Phóng cho biết, huyện ủy Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên đã có quyết định thi hành kỷ luật cách chức đối với ông Trần Ngọc Tây, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sơn Hội liên quan đến việc kê khai tài sản, thu nhập sai quy định và làm giả chữ ký người dân để trục lợi. Theo huyện ủy Sơn Hòa, ông Tây trong thời gian giữ các chức vụ trên đã không tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy, ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập hàng năm sai nguyên tắc, không đúng quy trình, quy định. Ngoài ra, ông Tây đã lấy tên ông Nguyễn Văn Tảng để đăng ký tham gia trồng rừng theo dự án Flick và nhiều lần giả chữ ký của ông Tảng để làm các hồ sơ thanh quyết toán nguồn kinh phí hỗ trợ trồng rừng. Cùng với đó, ông này giả chữ ký của ông Tảng nhận giống, tiền đầu tư trồng rừng từ dự án Flick sử dụng vào mục đích trồng rừng của cá nhân. Chiều ngày 15 tháng 5, một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Y Tu, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, một bé trai sơ sinh còn nguyên nhau dây rốn bị bỏ rơi, đang được hội phụ nữ của xã chăm sóc. Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ 30 phút sáng cùng ngày, trên đường đi chợ qua buôn Enau B, xã Y Tu, một người dân đã nghe tiếng khóc của trẻ em. Lần theo tiếng khóc, người này phát hiện bên đường có một bé sơ sinh được quấn trong một chiếc chăn. Thời điểm phát hiện, trên người bé trai còn nguyên dây rốn và còn có vết máu trên cơ thể, nghi vừa sinh ra đã bị bỏ rơi. Điều đáng nói, trên cơ thể cháu bé còn bị kiến bu khắp. Ngay lập tức, người dân lau sơ người cho bé sơ sinh, ủ ấm và mang đến trạm y tế để cắt dây rốn cho cháu. Cũng theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Y Tu, do được phát hiện kịp thời và cho uống sữa nên tình hình sức khỏe cháu bé ổn định. Hiện hội phụ nữ xã đang chăm sóc cho cháu bé. Nếu trong vài ngày tới không có người thân đến nhận, chúng tôi sẽ làm các thủ tục cần thiết theo quy định cho cháu bé. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Y Tu thông tin. Ngày 15 tháng 5, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định cho biết, ông Nguyễn Tự Công Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh này đã ra quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai ngập lụt cho khu vực đô thị Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, với tổng vốn 45 tỷ đồng. Mục tiêu dự án là đầu tư xây dựng nâng cấp hệ thống thoát nước nhằm khắc phục tình trạng ngập lụt ở khu vực 3, 4 thuộc đô thị phường Ghềnh Ráng. Trong đó đầu tư 2 tuyến cống hợp bê tông cốt thép loại lớn qua đường Chế Lan Viên và đường Hàng Mạc Tử, phường Ghềnh Ráng để tạo 2 cửa thoát nước mưa dẫn thẳng ra bờ biển, giải lũ cho khu vực đô thị này. Trả lời phóng viên Báo Sài Gòn Giải Phóng rằng dự án trên có thể khắc phục dứt điểm câu chuyện ngập lụt của đô thị Ghềnh Ráng trong thời gian tới hay không, ông Võ Hữu Thiện, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bình Định cho rằng dự án chỉ đảm bảo kiểm soát lượng nước lũ ở một mức độ, lượng mưa nhất định, không thể giải quyết triệt để ngập lụt ở Ghềnh Ráng nếu lượng mưa đột biến. Ngày tranh tài 15 tháng 5, nội dung vật tự do nữ bước vào thi đấu. Trong ngày này, đô vật Nguyễn Thị Xuân là người tranh tài đầu tiên ở hạng 50kg nữ và giành chiến thắng trước đối thủ người Indonesia, Safidriya, để tự tin đi tiếp và sau khi kết thúc thi đấu vòng tròn tính điểm, Nguyễn Thị Xuân xếp nhất giành ngôi vô địch cùng huy chương vàng. Tiếp sau Nguyễn Thị Xuân, chiến thắng cũng tới với Nguyễn Thị Mỹ Trang ở hạng 57kg tự do nữ. Bởi hạng đấu này chỉ có 3 võ sĩ góp mặt nên đã thi đấu vòng tròn. Mỹ Trang giành huy chương vàng trong khi đối thủ từ Singapore và chủ nhà Campuchia lần lượt xếp hạng nhì và 3. Tại nội dung 59kg nữ, Trần Ánh Tuyết hoàn tất thành tích huy chương vàng của mình tại SEA Games 32 lần này khi đứng đầu các hạng cân bằng các chiến thắng trước đối thủ từ Thái Lan và Philippines. Ngày chiến thắng của đội tuyển vật Việt Nam cũng tới với huy chương vàng của Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 62kg nữ, Lại Diệu Thương 68kg nữ và Đặng Thị Linh 76kg nữ. Toàn ngày tranh tài, Việt Nam tham dự 6 hạng cân thì giành chiến thắng ở cả 6 nội dung.